Chào các bạn, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 10, cùng nhau giải sách bài tập Mai Lan Hương màu vàng, bài số 10. Bài số 10, Stay Healthy. Stay Healthy. Đó. Và chúng ta hôm nay cùng làm test for unit 10, bài kiểm tra cho unit 10 đó. Rồi, bài 1, chọn từ, cụm từ hoặc câu thích hợp để điền vào chỗ trống. What are they? What are they là hỏi số nhiều, chắc chắn ở đây phải biết là they are rồi. Chúng ta chỉ có lựa chọn duy nhất là câu B, they are, potato. Rồi, câu số 2 nè, câu số 1 nè, tôi như thế nào đó, tired là mệt nha, thirsty là khát, rồi hungry là đói, tôi muốn thịt và một ít cơm, vậy thì người này rất là đói, đói sẽ là hungry, đói sẽ là hungry, và chúng ta sẽ khoanh vào câu C. Rồi, câu số 2, how does she feel, cô ấy cảm thấy như thế nào, ở đây có trợ động từ rồi thì feel sẽ là nguyên mẫu và dịch về nghĩa sẽ là how does she feel mới đúng, không có xài like và do ở đây, chúng ta khoanh vào câu A, cô ấy lạnh. Are there any, ở đây á, chúng ta có thịt, có táo ép, có những quả táo. Bây giờ lưu ý, nếu mà người ta xài meat và xài apple juice, meat và apple juice ở đây á, là những danh từ không đếm được, danh từ không đếm được nhá. Không đếm được thì chúng ta phải xài y đầu câu chứ không phải xài a. Ở đây a là số nhiều nè, thì ở đây thì chúng ta phải xài danh từ số nhiều đằng sau nha. Cho nên chúng ta chỉ có một lựa chọn duy nhất, ở đây là điền apple mà thôi. Câu số 4, what is there to chấm chấm chấm, có một ít sữa. Bây giờ sữa là đồ uống đúng không? Sữa là đồ uống, mà đồ uống thì chúng ở đây chúng ta phải là có cái gì để uống hay không. Cho nên chúng ta sẽ khoanh vào câu B là the drink. Câu số 5, tôi ăn một quả táo mỗi sáng, đó là hoa quả yêu thích của tôi, yêu thích là favorite, it's my favorite food. Câu số 6, would you like some tea, bạn có thích, bạn có muốn uống trà không? Thì người này người ta bảo là cái gì, tôi không có khát, vậy là người ta từ chối là no change, không cảm ơn tôi không có khát. Rồi, he feels tired, anh ấy cảm thấy rất là mệt mỏi, anh ta muốn đi ngủ, đi ngủ sẽ là đằng sau từ want, sẽ là có một cái động từ into infinity ở đây, cho nên chúng ta sẽ khoanh vào to go, he wants to go to bed. Rồi, câu số 8, câu số 8 sẽ là gì, người ta bỏ cái gì mà yes thank you, tức là bạn có muốn cà phê hay không, yes thank you, muốn, bạn có muốn, câu đề nghị của chúng ta sẽ là would you like nha, would you like là câu đề nghị. Would you like some coffee? Bạn có muốn uống cà phê không? Yes, thank you. Bài số 25 mã cho dạng hoặc thì đúng của động từ trong ngoặc. Bài này là bài chia thì. Các bạn lưu ý về thì, chúng ta học hai thì rồi, đó là thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn. Ha. Và cái tiếp theo ở đây, ví dụ như câu này, người ta có từ one là một cái động từ thường đứng đây, thì sau đó có một cái động từ do ở đây nữa, thì các bạn phải có to kẹp giữa want to do. Nha. Rồi, câu tiếp theo, còn không có củ khoai tây nào trong tủ lạnh hết. Bây giờ các bạn biết à, động từ to be là chia be ở trong câu de này á. De mà be thì các bạn sẽ chia hai dạng là y hoặc a mà thôi. Nếu mà dạng sau danh từ số nhiều, chúng ta xài a. Nếu mà danh từ số ít hoặc là danh từ không đếm được, chúng ta xài y. Bây giờ khoai tây là số nhiều như thế này thì chúng ta xài a và thêm not vào ăn. Rồi, bây giờ học sinh cảm thấy rất là mệt. Các từ now là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn, nhưng ở đây các bạn nhìn thấy feel là động từ giác quan. Feel là động từ giác quan, các bạn không có chia động từ giác quan, không chia tiếp diễn. Động từ giác quan là không chia thì tiếp diễn, không chia thì tiếp diễn. Vậy ở đây chúng ta xài hiện tại đơn thôi. Vậy là học sinh cảm thấy thôi. Lẽ ra sẽ là a feeling. Nhưng mà động từ giác quan không xài được thì tiếp diễn, cho nên chúng ta xài feel thôi. Anh ta muốn đi về nhà, vậy là anh ta muốn thêm sờ vào, bởi vì anh ta là chủ số ít. Mai ăn một ít gà, một ít cơm ngay lúc này, ngay bây giờ. At the moment là dấu hiệu của hiện tại tiếp diễn, diễn tả một hành động đang diễn ra ngay lúc này, ngay bây giờ. Cho nên ở đây sẽ là amia cộng động từ thêm ing. Mai sẽ đi với y, mai y eating, mai y eating, mai đang ăn. Rồi, sang câu tiếp theo, đó là tôi muốn, I like là tôi muốn, mà đằng sau would like, các bạn nhớ đằng sau would like, từ would lấy viết tắt phải the đó, sẽ là cộng với to infinity, nếu có động từ là to infinity, cho nên ở đây chúng ta sẽ chia là to have.
Câu này dịch là tôi muốn có một tôi muốn ăn một bánh mì và trứng cho bữa sáng. Rồi câu tiếp theo, Nam thích khoai tây nhưng anh ta không thích cà rốt. Đây là hiện tại đơn, nói về sự thật hiển nhiên. Nói về sự thật hiển nhiên. Hiện tại đơn, Nam là chủ ngữ số ít, là thêm sờ. Và ở đây có not, tức là câu phủ định thì phải mượn the, thêm not vào là the than like. The than like nhé. Rồi câu số 7 nè. Bây giờ động từ to be thì chia là a y hay a mà thôi, mà coffee là cà phê là danh từ không đếm được, cho nên chỗ đấy chúng ta xài y. Rồi Phong không uống sữa cho bữa sáng, đây là sự thật hiển nhiên, là thói quen hàng ngày, cho nên đây sẽ là chia hiện tại đơn. Mà con nót trong câu thì các bạn phải xài đơn dần, bởi vì Phong là chủ ngữ số ít, ở đây sẽ là đơn dần the drink. Phong đơn dần the drink. Rồi viết câu phủ định và nghi vấn này. Thu ăn bánh mì và ăn bánh mì cho bữa sáng. Vậy câu phủ định các bạn lưu ý, những cái câu mà có động từ to be thì rất là dễ. Ví dụ như câu số 4, số 5 có to be, chúng ta việc thêm not sau to be. Và nếu câu nghi vấn là đưa to be ra đầu câu. Ví dụ chúng ta làm câu 4 trước đi. Những câu có to be lần trước thì nó dễ mà. Ví dụ câu phủ định trước này. There is, thêm not vào là there isn't. Và some nhớ chuyển thành any. Câu phủ định và nghi vấn xài any thay cho some. In the bottle, không có một bất cứ một sữa chích sữa nào trong tủ lạnh trong chai cả. Và câu nghi vấn là đưa to be is ra đầu câu là is there, và some cũng đưa thành any, và đây là câu nghi vấn. Is there any milk in the bottle? In the bottle và chấm hỏi cuối câu. Với tương tự câu số 5 sẽ là there an a thêm nó vào, some trở thành any. There an any onion in the fridge. Rồi còn câu nghi vấn sẽ là đưa a ra, are there any onion in the fridge, tủ lạnh, thêm chấm hỏi cuối câu. Thì đối với những câu mà có to be thì rất dễ rồi, còn những cái câu như là 1 2 3 không có to be thì chúng ta phải làm sao? Đây là động từ thường thì chúng ta phải mượn don hoặc là đơ dần đối với câu phủ định, còn câu nghi vấn là mượn trợ động từ do hoặc là đơ để đầu câu. Vậy chúng ta viết này, have là động từ nguyên mẫu, cho nên đây chúng ta sẽ xài do đơ, thu là chủ ngữ số ít, chúng ta xài đơ dần, và has đưa về nguyên mẫu sẽ là have, some chuyển thành any bởi vì đây là câu phủ định. Bread for breakfast, chấm hỏi chấm cuối câu. Câu nghi vấn sẽ là do thu have any bread for breakfast và chấm hỏi cuối câu. Rồi câu tiếp theo, họ thích táo và cam, chúng ta sẽ viết như thế này. Họ không thích, đây thì xài don, they don't like apple juice. They don't like apple and orange. Và câu nghi vấn sẽ là do they like apple and orange juice, chấm hỏi cuối câu. Câu số 3 cũng là động từ thường luôn thì xài the, bởi vì mẹ là số ít. My nhớ chuyển thành the your mother. One đưa về nguyên mẫu, hot drink, tức là mẹ của bạn có muốn uống sữa nóng hay không, muốn uống đồ nóng hay không. Không muốn, chết rồi, đây là câu nghi vấn nha. Để câu nghi vấn trước đây, câu phủ định sẽ là my mother doesn't want, mẹ của tôi không muốn một ly đồ nóng. Rồi tương tự sang câu số 6 là câu cuối cùng. Các bạn nhớ cái từ would này là modal verb, cho nên nó là quyền lực như thế này. Đây chúng ta thêm nó vào, I wouldn't like noodle. Câu nghi vấn sẽ là would you like noodle, và thêm chấm hỏi cuối câu.